Dạ, đây có phải số điện thoại của Trần Nhật Dương đúng không ạ? Vâng. Dạ, em gọi cho mình từ Shopee ấy, chị đặt bên em một đôi dép màu kem size 40 ấy chị. Vâng. Dạ, chị ơi, cái sản phẩm bên em khi chị sử dụng có vấn đề gì chị? À, là nó bị bung mất cái hình con gấu à? Vâng. À, thế không? Vâng, chị ơi, thế khi em nhìn qua cái hình ảnh chị cung cấp thì em thấy chị có đi vào chân và rửa và nước đúng không ạ? À vâng. Ừ, tức là chị có rửa và nước đúng không chị? Vâng. À, bởi vì là em thấy cái hình ảnh này, bởi vì là nếu mà hàng mà chị mở ra chị sử dụng luôn ấy thì chị khiếu nại em thì em có thể đồng ý cái yêu cầu hoàn hành trả tiền của chị được. Tuy nhiên là khi cái hình ảnh chị cung cấp qua cái mục khiếu nại ấy thì lại là đi vào chân và rửa vào nước ấy thì cái yêu cầu này em lại không đồng ý được chị ạ, bởi vì cái này đã qua sử dụng rồi. Vâng. Bởi vì là qua sử dụng rồi, nếu mà em có thu hồi về em cũng không có thể nào mà trả cho nhà sản xuất được, bởi vì nếu mà chị báo bên em là hàng bị lỗi thì chị nhận hàng sau đó chị thử và chị có thể báo em luôn. Tuy nhiên là cái hình ảnh mà chị cung cấp trên cái khiếu nại đấy lại là đi vào chân và thể hiện rõ là đã đi vào nước và đi vào nền đất rồi, nên là bên em không thể đồng ý cái yêu cầu khiếu nại này. Thì chị có thể giúp em lên lại Shopee hủy khiếu nại này được không ạ? Bởi vì cái này em nghĩ là chị có thể khắc phục được cái mắt con gấu. Nếu mà bên em thực sự nếu bị lỗi, bên em sẽ thu hồi luôn. Tuy nhiên là cái sản phẩm này đã đi vào bán nước và sử dụng rồi nên là bên em không không đồng ý được chị ạ. Nên là chị giúp em hủy cái khiếu nại này được không ạ? Vâng ạ. À, thế thì chị cố gắng giúp em hủy khiếu nại trong hôm nay nhé. Dạ, vâng, em cảm ơn chị nhiều. Nếu mà lần sau chị có mua hàng thì chị cứ thử sau đó lại báo lại giúp luôn nhé. Vâng, em cảm ơn chị nhiều. Dạ, em chào chị.